Bố không nghe máy hả mẹ? À, chắc là bố bận hoặc là bà lại đang... Ngày trước mẹ mạnh khỏe thì không sao. Bây giờ mẹ ốm đau như thế này, mà cứ phải giấu giếm chui lủi. Thật không thể chấp nhận được. Bố đã giấu bà mua căn hộ này, thế là nghĩ đến mẹ nhiều rồi. Rồi. Con có nói gì thì mẹ cũng phản bác lại. Cho nên là thôi, coi như là bố có thành ý với mẹ. Thế đi, ở đây làm gì? Có chuyện gì thì em gọi điện. Ôi, trừ những lúc không thể chứ còn em đang mệt thế này, anh phải ở cạnh em chứ. Một tấc không đi, một ly không rời. Ở đây có bác sĩ rồi. Thôi, về đi không bà lại dỗi cho. Làm sao mà bà lại dỗi? Anh phải có, rất khoát là phải có biện pháp sức khỏe em. Không thể để em một mình được. Ok. Thì bố con anh làm gì ở đây? Hả? Hả? Bà. Trời đất ơi. Gọi điện mói mồm rát họng cha thì đứa nào nghe máy. Gọi cái Linh không được. Mẹ đến đây làm gì ạ? Thì tôi khám bảo hiểm ở đây. Bố con anh có việc gì mà vào viện thế? Dạ mẹ cháu. Dạ con mới là cháu Phan vào thăm ông bạn nằm viện ạ. À, mẹ bị bệnh gì sao không bảo con với Phan đưa mẹ đi ạ? Tôi bị đau lưng. Bố đau bụng quá. Con đưa bà đi khám nhé. Có gì gọi điện cho bố nhé. Con đi một tí mẹ nhé. Rồi. Xong hết thủ tục rồi bà. Bà ngồi lên xe, cháu đưa bà đi cho đỡ mệt. Đúng là chỉ có thằng cháu Đích Tôn thì mới ngoan ngoãn hiếu thảo với bà. Đúng không? Vâng ạ. Thế còn cái Linh, sao bà gọi mãi chẳng được? Chắc Linh có công việc bận nên không đi được bà ạ. Chị nói thật đi ạ. Tôi sẵn sàng tiếp nhận cả những tin tức xấu nhất về vợ tôi. Tôi đã nói rồi ấy, là bây giờ cần phải theo dõi và kiểm tra kỹ càng hơn thì mới có kết luận chính xác được. Chưa có bằng chứng khẳng định rằng là có u trong não của chị Nhà đâu. Gia đình yên tâm nhá. Thế thì may quá. Vâng, xin lỗi bác sĩ ạ. Khi bị chèn ép ấy, thì có thể gây yếu, thậm chí là liệt tay ấy. Ôi, thế là mẹ tôi bị liệt tay à? Có liên quan gì đến não không? Này, chị đang nói nhăng nói quậy gì thế? Bác sĩ đang nói với mẹ là cái chuyện thoái hóa cái đốt sống cổ, đúng không ạ? Vâng, thì mẹ bị thoái hóa đốt sống lưng mà. Ok, đó là cái chuyện trước đó. Khi anh đang buôn chuyện ở ngoài kia kìa. Vâng, con đang nói chuyện trước đó đi. Anh bảo anh lo cho tôi. Hóa ra anh chỉ lo mồm của anh thôi. Con... Đón bà về. Bố bảo sao ạ? Thế con mẹ thì sao? Mẹ để bố lo. Nhanh bà chờ. À này, nếu mà bà hỏi bố đâu ấy, thì bảo bố đang đưa ông bạn mà viêm đường tiết niệu ấy mà đi cấp cứu vì biến chứng rồi. Bố làm con chóng hết cả mặt. Bố không chóng hết cả mặt. Mẹ ơi, tình hình thế nào rồi mẹ? Mẹ có sao đâu. Hai bố con cứ làm như là mẹ mắc bệnh nan y không bằng ấy. Hai người sao thế? Dạ, con có sao đâu. Rồi em.